Rồi, xin chào mọi người nha. Đây là một hai thau chén cơm luôn. Đó, chị chim sẻ đang làm tiếp chị chủ quán nha. Là cắt thịt rồi chỉ làm hết luôn là 40 ha. Dạ. Cái này là móng heo. Cái tay nhanh quá. Ngày nào mình cũng làm vậy đó cho nó chị. Dạ. Làm mình tiếp qua cho chị thì mình chén cho. Thịt trước em. Dạ. Làm sớm quá em không làm gì làm tiếp bằng chén chút. Ừ. Cô thấy có chanh với muối mình rửa lại luôn ha, cho sạch ha. Dạ. Chị làm rất là kỹ, rất là sạch sẽ nha mọi người. Cũng nhiều quá ha. Dạ. Làm này là xong cái bắt đầu cái về mình đi ăn lưới. Dạ, mà mới ra, ông đang làm chưa dài luôn, không giống luôn. Ông chưa dài hả? Ông đi đâu rồi? Không có điện thoại điện. Có điện thoại nhà. Giờ chị đi một mình. Đâu có chị xe. Xa không? Vô ốc nó không biết văn, ông biết văn Kinh Tư nè, Kinh Tư mới mình nè, rồi vô Kinh Tư mới, rồi quẹo lên, rồi đi vô một khúc. Vậy hả? Ừ. Ông nói, ông nói bữa nay anh dẫn anh đi, mà không theo hình tư dạng. Tức là chị, nhưng mà chị biết văn lứ không? Hả? Văn lứ biết không? Biết. Biết văn lứ mà không biết chạy xe hả? Không biết chạy xe nữa, mấy em chở chị đi văn lứ. Ông đi đâu chắc không đi công chuyện hay gì rồi. Rồi công chuyện rồi. Ừ. Nữa chở chị đi văn lưới luôn. Coi cái cuộc sống của mình làm như thế nào đó bà con xem bà con thương. Trời ơi hai thau chén bự gì vậy? Dạ. Hai thau chén. Ít rồi đó. Vậy là ít đó hả? Bữa ba bốn thau luôn cái gì? Có ta chắc thì nó nhiều ấy thì nó nhiều. Bán cơm hộp nhiều quá anh. Rồi bán nhiều vậy mà ấy gì trời. Bán cơm hộp nhiều. Vậy hả? Bà chủ này bán cơm ngon lắm nghe mọi người. Thịt có còn chấm. Quay bà Sáu ơi. Mình rửa thịt xong rồi mới xay qua rửa dĩa với rửa tô ha. Dạ, mình tiếp bán chút. Đây là mấy bọc thịt nè, thịt nướng ốp sườn nha. Gà gà này là khìa. Nướng luôn hả gì? Dạ khìa. Dạ khìa hả? Dạ. Ừ. Cực khổ nha, chim sẻ cực khổ, chim sâu ngủ chưa thức nha. Ít hả? Chim sâu 2 giờ. Chim sâu 8 9 giờ mới thức. 2 giờ, 2 giờ khuya hai chồng thức rồi. Hai giờ khuya là hai chồng thức rồi hả? Dạ, đóng khuya mà đóng vớn rồi giờ bằng tới sáng đi bán. Ủa, ông có đặt vớn nè hả? Có, ông đặt cái vớn trong tâm đó. Gì đó hả? Dạ. Ở nhà có rộng con nào không? Không, rộng có lượt con có lóc, rộng có lóc nhỏ. Bán hết rồi hả? Dạ. Bữa nào cân bữa nấy. Nó hai giờ sáng rồi chị làm hoàn hoặc tới chiều luôn hả chị? Tới chiều luôn, tới tối luôn. Thì 5-6 giờ tối mà còn đi bẻ rau, bẻ rau về đang đang đầy để rồi mai bán nữa mà. Chị sẻ thì bằng từ khuya đến dặn dặn luôn mà không nghỉ tay. Tới sáng. Sau thì ngủ 9-10 giờ mới thức rồi đi uống phi sữa đi chơi tối ngày vậy đó mà. Vậy mà được mà giúp mới ác chứ. Vậy mà cũng được mà giúp. Lạ ha. Người như chị chim sẻ thì không thấy gì ha. Ngộ ha. Người có số hết trơn ha. Cạo vậy đó chị, cạo nhân tay hết chị. Lông. Nhân tay hết. Dạ. Thì là từ nhỏ tới lớn khổ, từ nhỏ tới lớn luôn hả chị sẽ? Dạ, khổ từ nhỏ lớn sung sướng gì đâu. Vậy hả? Đi ở đợi, đi giữ em, giữ cháu. Mình cái cuộc đời mình hồi xưa tới giờ sao mình kể cho bà con nghe coi. Hồi nhỏ tới lớn làm sao? Nhỏ lớn thì đi giữ em.
Lúc mà hồi còn nhỏ lúc bao nhiêu tuổi đi giữ em rồi? Có mười mấy tuổi thì giữ. À, đi giữ em vậy đó ha. Ờ, giữ mướn, ăn giữ chị cho mấy chị em đâu á. Ừ. Rồi giờ lớn thì đi về cắt lúa mướn. Ừ. Cỏ ngoài kia máy nó cắt không người cắt lúa mướn, cắt cái luôn nắng. 2 giờ. 1, 2 giờ khuya đi cắt rồi. Vậy đó ha. Lúc mà chưa có máy đó ha. Dạ. Đó mình có học được lớp mấy không chị? Có học đâu. Nghèo luôn, lâu nghèo quá à. Vậy đó. Nhưng mà ăn mướn. Vậy là không có đi học luôn. Dạ. Hồi đó ít có trường á. Hồi xưa thì cỡ tuổi như chị mấy người lớn hồi xưa thì học trường học rồi cũng ít. Dạ, nói trường ít hiểu. Ai có điều kiện mới đi học nổi. Dạ. Lo đi làm kiếm tiền không đúng không? Tiền ngày đó nghèo khổ. Sau này sao mà gặp ổng vậy? Ở đây nè, người ta làm mai. Nó làm mai à? Dạ, ổng ở chợ ổng ấy. Nhà ổng ở chợ ổng ấy. À. Vậy là mình đi qua đây cũng lâu lắm rồi ha. Dạ. Chị sẽ rất là nhanh tay nha mọi người. Đây chặt đây là nhà chỗ gọi là dụm, chỗ gọi là chấm phải không? Dạ, đây. À. Chỗ gọi gì dụm, chỗ gọi là chấm phải không? Thì còn gọi là gì nữa? Mà mỗi miền á. Nhiều khi tôi đi lại mấy cái chỗ khác tôi ăn mì á, tôi kêu để dụm, người ta nói dụm là gì tao không biết. Không biết luôn hả? Ừ. Dụm hả? Dụm heo á. Dạ. Tùy theo cái mỗi vùng miền mà kêu. Chỗ người ta gọi là chấm. Dựng rồi chỗ gọi là giò. Heo. Ừ. Mình ghét là móng tay lỡ hết trơn. Nếu ăn tầm lưng hết trơn. Ăn khi mà chờ tét chảy máu. Cái số mình từ nhỏ tới lớn khổ hoài vậy. Có buồn không chị? Buồn như giờ. Măng nắng người ta thấy người ta giàu quá mình khổ hoài, giàu quá mình đòi hỏi đâu được đâu, rồi mình không lợi người ta thì biết sao giờ. Số mình vậy là vậy biết sao giờ hả? Dạ măng nắng. Có thân chất phận gì không? Không hả? Không vậy hả? Ừ. Miễn sao gia đình hạnh phúc là được rồi phải không? Dạ. Không có thương chị không? Có. Mà không có tiền, không có gạo, không có ăn thì bà chồng có cho. Vậy hả? Dạ. Quá nhanh tay. À, cái buổi sáng nha mọi người, buổi sáng là có 40.000 đó nha. Làm lui vui làm hoài vậy đó. 40.000 này nó bằng hơn 2 gói thuốc với gì? Thua 2 gói thuốc thì phải sửa. Đi phải sửa thấy mười mấy 20.000 rồi. 2 gói thuốc chết nữa là nhiêu? 20 trên 60.000 đúng không? Chị làm một vật này nguyên buổi sáng luôn, 40.000. Ừ. Chưa ăn uống gì hết trơn. Rồi chim sâu thì hằng sáng thức tới 9 giờ. Ừ. Ở quán đi phải sửa 2 gói thuốc. YouTube lại là bào rồi. YouTube lại là bào, YouTube mất YouTube trả. Ừ. Trong khi đó giúp đỡ cho bà mà bà bào hoài vậy đó. Ai lại bà cũng bào vậy. Mới xin nhà, xin thêm nhà nữa đó. Vậy? Mới cắt cái nhà mới mà đòi xin thêm cái nhà nữa, đằng hai chồng ở riêng nữa. Nhận. Còn chị mặn một quần từ sáng tới chiều vậy nè. Nghĩ cũng ngộ ha. Người thì sung sướng, còn người thì cực khổ ha. Đấy. Cũng là chị em mà. Vậy thấy vậy có buồn không chị? Buồn lắm, về dùng khổ, sao mặn sao khổ. Không mà quay chị người ta thương chị lắm. Thấy chị làm cực khổ làm hoài, không có nghỉ tay. Quá giỏi. Chút xíu sau rửa thịt xong rồi bắt đầu là chơi hai cái thau. Hai thau chén. Chén nữa nè. Hai thau chén này nha.
chị nói bữa nay là ít đó nha. Ừ. Bữa nhiều lắm á. Nhiều ít gì cũng cũng 40 hay sao chị? Dạ. À, thí dụ như ít thì mình khỏe ha. Ừ. Bữa nào bán hộp nhiều thì khỏe. Ừ. Khi nào mà bữa nào mà chị bán cơm này bán đắt ra cho chị thêm không? Cho đồ ăn. Cho đồ ăn đó, cho đồ ăn mì này kia đâu đó. Vậy cũng được rồi. Dạ. Chung bây giờ cuộc sống kiếm tiền cũng gian nan lắm chị ơi. Mình có công việc gì cũng được rồi. Từ từ quay bà chị có bà con giúp đỡ thì chị đỡ một phần nào đó vậy đó. Dạ, thì có nhiêu ăn nhiêu, rồi hỏi gì giờ. Chứ mình không có xin gì chân ha. Ai cho nhiêu mình lấy nhiêu à. À, chị rất là dễ thương mà thiệt thà mọi người. Đó, thưa mọi người thì tiếp tục một đống chén trà bá. Này là ít đó ha chị gớt. Dạ. Chim sẻ. Để xuống dưới sông ngâm cho nó mau. Nó không có sạch, giữ sạch bông. Dạ. Dạ, giữ sạch bông cũng sạch. Chị rửa rất là sạch nha, rất là nhanh tay. Cho nên, nên bà chủ quán mướn lại cho chị làm nè, cho mau. Phải nhanh nhẹn gì ta mới mướn chứ còn chậm dạ. Ai đâu mướn. Nó tiếng hồ rồi. Chị rất là giỏi. Hoàn cảnh như thế này nè thì mình cũng có quay đó, thì có rất là nhiều bình luận bà con rồi rất là mến chị sẻ đó, như người ta nói là những hoàn cảnh như thế này nên giúp thì mình cũng cố gắng để mà mình chia sẻ cái cuộc sống như là hoàn cảnh của chị chim sẻ để cho mọi người xem bà con với mạnh thường quân ai có thương thì giúp đỡ cho chị. Tại vì cái trường hợp bên kia thì mình không có quay nữa. Quay thì quay chị chim sẻ thôi. Sáng giờ có ăn được miếng gì trong bụng chưa? Có ăn gì đâu. Sáng mơ sáng sớm ăn tui cháo tới giờ luôn. Vậy đó hả? Rồi tới chiều là tới chiều mới ăn cơm luôn. Cháo lòng cái gì? Dạ. Tới chiều luôn hay gì? Tới chiều luôn á. Măng lá gạt. Cháu nó có cái gì trong bụng đâu mà. À, măng lá gạt giặt tới chiều luôn á. Vậy hả? Ừ. Làm như người ta cũng chừa cái sức để người ta ăn cơm. Măng ăn vô. Sức à? Ăn vô. Mệt quá ăn không vô hả vậy? Dạ. Uống ly cà phê sữa là no luôn rồi. Uống cà phê sữa là no luôn hả? Nghĩ ăn. Bà chủ cho ly cà phê sữa gì? Chụp bọc cà đơn bên nhà mua cà phê sữa nha. À vậy hả? Dạ, chú mang mua 4 bịch cà phê sữa cho con gái nó quậy á. À, sữa bịch đó hả? Dạ. Đúng 2.000 á. À. Măng ai? Con gái ông rửa chén bọng giặt ngại làm. À, buổi sáng là cho con gái làm ha, còn dạ. Buổi tối không cho nó làm ha. Ông tối tại ông cho rửa, ông rửa mắt ông chảy. Bây giờ ông thấy ông đau lòng cái gì? Ừ. Hay sao? Không biết luôn nữa, ông thương nhỏ đó lắm. Vậy đó hả? Dạ. Con trai mà xin tiền, ông không cho đó mà. À, ông cho tiền gái luôn nè. Thường nhưng mà mình phải tập cho nó làm chứ. Dạ. Cái đâu có mà để mà lớn rồi không biết làm gì rồi sau này ra đời có chồng con nữa rồi sao? Tính là qua Tết có tiền cho đi ha, cho đi học á. Học gì, học nghề gì? Học nghề. Tính học nghề gì? Không biết luôn đó anh. Nó thích nghề nào thì cho nó học nghề đấy. À. Mà nó bé nó có nói là nó thích nghề gì không? Rồi đi bán quán không? Bán quán hả? Mà anh Hải nói nó khờ lắm. Bán quán thì nó bấp bênh lắm, đâu có nghề nghiệp gì đâu, phải dạ. Kiếm cái nghề chứ. Mà bởi vì con nó cái nghề hay đi may rồi cũng được đó. Biết may không? Chưa mới tập may. Ở gần đây là có mấy cái xưởng may đó. Mình xin vô may. Tập từ từ. Hoặc là cho nó đi học cái này kia rồi đó. Nó thích cái gì cho nó học cái đó. Dạ. Giờ hai đứa nghỉ chân hả? Dạ. Ừ. Mặn đằng kia lương trả rẻ quá, không có mặn. Tháng mấy hai tháng mà giá con triệu bạc mà phải nó trả liền đâu.
Vậy hả? Ừ. Đồ chẳng ai. Giờ kiếm việc làm đâu phải dễ trời. Dạ. Khó khăn lắm thời buổi giờ. Là ngày nào mình không làm là ngày đó đói nha. Đói. Nhà cửa mày... chị thấy sập hết trơn rồi. Không sập hết trơn rồi. Siêu hết trơn. Để làm clip quay cái cuộc sống chị, rồi nếu mà bà con ta giúp thì mừng cho chị. Dạ. Yeah. Nó để mà như là tùy duyên vậy đó, bà con thương thì bà con giúp. Dạ. Yeah. Chị hiền hơn chim sâu nhiều lắm nha mọi người. Chị nói chuyện rất là thật thà mà bà con bình luận rất là yêu mến luôn. Chọn ba cái xét, ba cái tên ra ha. Dạ, cái em thù luôn nha. Ừ. Làm không nghỉ tay luôn mọi người.